hàng triệu con cáo đỏ đã tấn công các trang trại lớn ở Anh, gây thiệt hại lên tới 13,5 tỷ đô la Mỹ trong ngành công nghiệp chăn nuôi gia cầm. Để ngăn chặn tình trạng này, người Anh đã thực hiện những biện pháp nào để đối phó với cáo đỏ? Hãy cùng với Han khám phá theo dõi video ngày hôm nay để tìm hiểu cách những người nông dân Anh đối phó với hàng triệu con cáo đỏ xâm lấn. Hãy bình luận số 2 để chúng tôi biết là các bạn đã sẵn sàng bắt đầu video nhé! Cáo đỏ thường tấn công gà vào ban đêm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các trang trại gà ở Sussex. Những thiệt hại này đã làm giảm sản lượng gà thịt và ảnh hưởng tiêu cực đến thu nhập của người nông dân, tạo áp lực lớn lên ngành công nghiệp gia cầm của nước Anh. Năm 2021, Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã ước tính số lượng gà bị tấn công bởi cáo đỏ lên tới 2 triệu con, gây thiệt hại 13,5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Vậy, trước tình hình nghiêm trọng này, người Anh đã giải quyết bằng giải pháp nào? Tại Anh, săn bắn bằng súng là phương pháp chính để đối phó với sự xâm hại của cáo đỏ. Thợ săn cần phải có giấy phép hợp lệ để sử dụng súng săn. Quá trình xin giấy phép này yêu cầu thợ săn phải học kiến thức về cách sử dụng súng và an toàn săn bắn. Giấy phép này có thể được cấp bởi cơ quan quản lý thiên nhiên hoặc cơ quan động vật hoang dã và môi trường. Giấy phép săn bắn cáo đỏ chỉ có hiệu lực cho người được cấp và không thể chuyển nhượng. Điều này nghĩa là thợ săn không thể bán hoặc cho mượn giấy phép của mình cho người khác. Vi phạm điều này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả việc bị phạt tiền. Ngoài ra, việc sử dụng chó săn để săn cáo đỏ đã bị cấm ở Anh từ năm 2002 và năm 2004. Mùa săn cáo đỏ ở Anh thường kéo dài từ tháng 11 đến tháng 2 của năm sau. Săn cáo ngoài mùa săn có thể dẫn đến bị phạt tiền hoặc là tịch thu giấy phép săn bắn. Điều này sẽ gây tổn hại đến uy tín của cộng đồng săn bắn và dẫn đến thợ săn sẽ bị kiểm soát chặt chẽ hơn từ chính quyền. Nếu các bạn thấy video ngày hôm nay là thú vị, hãy nhấn vào nút like và đăng ký kênh để ủng hộ Han khám phá nhé. Cảm ơn các bạn. Kỹ năng di chuyển trong địa hình núi của thợ săn đóng vai trò quan trọng trong việc săn cáo đỏ. Thợ săn cần có khả năng di chuyển linh hoạt để theo dõi dấu vết của cáo đỏ. Điều kiện thời tiết xấu cũng ảnh hưởng đến tầm nhìn và khả năng di chuyển trên địa hình núi. Do đó, thợ săn cần theo dõi tình hình thời tiết để tránh gặp nguy hiểm. Ở Anh, giấy phép săn bắn cáo đỏ bị hạn chế ở một số khu vực nhất định, bao gồm các tòa nhà và nơi thường xuyên có người qua lại. Chính phủ yêu cầu việc săn bắn cáo đỏ không được phép ở những nơi này để đảm bảo an toàn cho người dân và tránh gây nguy hiểm cho cộng đồng. Điều này không chỉ bảo vệ cộng đồng mà còn giúp kiểm soát hoạt động săn bắn và ngăn chặn việc săn bắn bừa bãi. Mỗi thợ săn ở Anh được phép săn khoảng 50 con cáo đỏ mỗi năm.
giấy phép săn bắn không quy định cụ thể giới hạn về việc săn cáo được hay cáo cái, nhưng thợ săn không được phép săn cáo đang mang thai hoặc là nuôi con nhỏ. Ngoài ra, thợ săn cần tuân thủ các nguyên tắc bảo tồn và thực hành săn bắn, có trách nhiệm để duy trì cân bằng sinh thái và bảo vệ đa dạng sinh học trong khu vực. Nếu các bạn cảm thấy video ngày hôm nay là thú vị, hãy để lại số 2 dưới phần bình luận nhé! Bảo hiểm trách nhiệm cá nhân là rất cần thiết cho thợ săn. Tại Anh, loại bảo hiểm này giúp bảo vệ thợ săn khỏi các thiệt hại nếu họ gây ra tai nạn khi săn cáo đỏ. Bảo hiểm trách nhiệm cá nhân tối thiểu cho thợ săn cáo đỏ ở Anh là 1 triệu đô la Mỹ. Thợ săn có thể mua bảo hiểm này ở các khu vực tổ chức săn bắn động vật hoang dã. Tôi nghĩ là việc mua bảo hiểm để bảo vệ bản thân là việc rất cần thiết. Các bạn nghĩ có đúng không nào? Máy phát âm thanh giả của thương hiệu Vocodo rất hiệu quả trong việc thu hút cáo đỏ và tăng cường hiệu quả săn bắn. Bằng cách phát ra âm thanh mô phỏng tiếng kêu của cáo, máy có thể dụ cáo đến gần vị trí của thợ săn, tạo cơ hội thuận lợi để săn bắn. Việc sử dụng máy phát âm thanh giúp thợ săn tiết kiệm thời gian và công sức trong việc tìm kiếm và theo dõi cáo. Khi săn cáo đỏ, thợ săn có thể sử dụng các yếu tố tự nhiên như cây cối, bụi rậm và địa hình để che chắn, hoặc sử dụng lều ngụy trang cũng rất hiệu quả. Những lều này thường được ngụy trang kỹ lưỡng với các vật liệu và màu sắc phù hợp với môi trường xung quanh như lá xanh, đất nâu và thân cây. Một số lều còn được thiết kế đặc biệt với các cửa sổ nhỏ giúp thợ săn quan sát mà không bị lộ. Kỹ thuật che chắn này giúp thợ săn tiếp cận mục tiêu mà không làm cáo hoảng sợ. Тащит лесу. Ну я зад собаки. Đi săn cùng đồng đội giúp tăng cường sự an toàn, giảm thiểu nguy cơ gặp phải các tình huống nguy hiểm như là bị thương, lạc đường hoặc là đối mặt với động vật hoang dã hung dữ. Có đồng đội cũng giúp thợ săn chia sẻ các nhiệm vụ như là theo dõi, dựng lều và hỗ trợ lẫn nhau trong các tình huống khẩn cấp. Chính phủ cần tổ chức các hoạt động giáo dục cộng đồng về cách đối phó và ngăn chặn cáo đỏ, giúp người dân hiểu rõ cách phòng ngừa và xử lý khi cáo đỏ tấn công các trang trại gà. Những chương trình này nên bao gồm hướng dẫn cụ thể về việc gia cố chuồng trại, sử dụng hàng rào bảo vệ và các biện pháp xua đuổi cáo.
Ngoài ra, người dân cần được trang bị kỹ năng ứng phó khi bị cáo đỏ tấn công. Hãy tạo tiếng ồn lớn bằng cách vỗ tay, la hét hoặc là dùng các thiết bị tạo tiếng ồn để giúp đối cáo. Không cố gắng tiếp cận cáo, đặc biệt là nếu cáo có vẻ thân thiện hoặc là không sợ hãi, vì cáo là động vật hoang dã và có thể trở nên hung dữ nếu cảm thấy bị đe dọa. Hãy giữ thú cưng trong nhà hoặc là trong các chuồng kín vào ban đêm và không để thức ăn vật nuôi hay là thức ăn gia đình ngoài trời có thể thu hút cáo. Nếu cáo không chịu rời đi hoặc là có hành vi tấn công, hãy liên hệ với chính quyền địa phương hoặc là các tổ chức bảo vệ động vật để được hỗ trợ vì họ có thể cung cấp các biện pháp ngăn ngừa và xử lý tình huống hiệu quả hơn. Việc nắm vững những kỹ năng trên sẽ giúp người dân bảo vệ mình và gia đình khỏi các tình huống không mong muốn khi gặp cáo đỏ. Nhiều người Anh không đồng ý với việc săn bắn cáo đỏ bằng súng vì lý do bảo vệ động vật và đạo đức. Luật cấm săn bắn cáo bằng chó săn đã được ban hành tại Anh và xứ Wales vào năm 2004 và tại Scotland vào năm 2002 nhằm bảo vệ các loài động vật hoang dã khỏi việc săn bắt cáo bằng chó săn. Nếu các bạn vẫn đang theo dõi video, hãy để lại số 2 dưới phần bình luận để chúng tôi biết nhé! Các tổ chức quyền động vật như là The League Against Cruelty to Animals đã nỗ lực ngăn chặn hành vi săn bắn cáo. Họ cho rằng là việc này gây ra đau đớn và căng thẳng lớn cho các con vật. Những tổ chức này cũng nhấn mạnh rằng có những phương pháp nhân đạo hơn để kiểm soát số lượng cáo, chẳng hạn như sử dụng hàng rào điện để bảo vệ gia súc hoặc là bẫy sống để di dời cáo mà không cần phải tiêu diệt chúng. Chúng ta cùng nhau theo dõi phần tiếp theo của video nhé! Tại sao người Úc gọi đây là đại dịch cáo và chúng có nguồn gốc từ đâu? Cáo đỏ được du nhập từ châu Âu vào thế kỷ thứ 19, ban đầu là để săn bắn giải trí. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng thích nghi và trở thành loài xâm lấn nguy hiểm. Với khả năng sinh sản nhanh chóng, cáo có thể sinh từ 4 đến 12 con mỗi lần, làm cho số lượng cáo tăng lên nhanh chóng mỗi năm. Khả năng thích nghi nhanh chóng cho phép chúng sống sót trong nhiều môi trường sống và điều kiện thời tiết khác nhau. Trong mùa sinh sản, cáo con cần thức ăn để phát triển, tuy nhiên thức ăn trên các đồng cỏ ngày càng khan hiếm do nhiều yếu tố. Hạn hán kéo dài và thay đổi nhiệt độ làm giảm số lượng các loài động vật nhỏ là nguồn thức ăn chính của cáo. Bên cạnh đó, sự gia tăng số lượng các loài săn mồi khác như là chó hoang và mèo hoang cũng góp phần làm giảm nguồn thức ăn của cáo. Nếu các bạn thấy video ngày hôm nay là thú vị, hãy nhấn vào nút like và đăng ký kênh để ủng hộ Hàn khám phá nhé! Cảm ơn các bạn! Việc thiếu thức ăn buộc cáo phải tìm kiếm nguồn thức ăn mới và thành phố trở thành khu vực nguồn cung cấp thức ăn cho chúng. Cáo xâm nhập vào các khu vực đô thị để ăn trộm thức ăn từ vật nuôi, lục lọi thùng rác và tìm kiếm bất kỳ nguồn thức ăn nào có thể. Hành động này dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng lớn đến việc truyền nhiễm một số bệnh nguy hiểm cho con người và gia súc, bao gồm bệnh dại và lao.
Nếu khu vực sinh sống của bạn có cáo xâm nhập, bạn sẽ dùng giải pháp nào để đối phó với chúng? Hãy chia sẻ suy nghĩ của các bạn dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Khi cáo xâm nhập thành phố, chúng đột nhập vào nhà dân để tìm kiếm thức ăn. Chúng không sợ con người và sẵn sàng vượt qua hàng rào và cửa sổ vào ban đêm để ăn trộm thức ăn của mèo. Theo thống kê, thành phố Sydney bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi vấn đề cáo xâm lấn, với hàng trăm vụ cáo tấn công nhà dân và ăn trộm thức ăn của mèo xảy ra mỗi năm. Theo bạn, trong cuộc chiến giành thức ăn giữa cáo và mèo, ai sẽ giành chiến thắng? Câu trả lời có thể làm bạn ngạc nhiên. Mèo nhà có thể trở thành con mồi của cáo. Mặc dù mèo trưởng thành có thể tự bảo vệ tốt hơn, nhưng mèo con vẫn rất yếu và dễ bị tấn công. Cáo có lợi thế hơn mèo nhà do trọng lượng cơ thể lớn khoảng từ 4 đến 12 kg. Ngoài ra, cáo xâm lấn còn đi tiểu bừa bãi trên đường phố, gây ô nhiễm môi trường. Nước tiểu của cáo chứa amoniac và các hóa chất khác có thể gây ô nhiễm nước, đất và không khí. Mùi hôi từ nước tiểu của cáo có thể lan rộng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của con người. Cáo xâm lấn còn thải rác bừa bãi, làm ảnh hưởng đến các con đường, vỉa hè và các khu vực công cộng khác, tạo nên hình ảnh không đẹp mắt và gây mất thiện cảm cho du khách và người dân địa phương. Các bạn cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào ạ? Hãy để lại ý kiến của mình bằng cách là để lại bình luận bên phía dưới video của chúng tôi nhé! Bây giờ, xin mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi video. Sự xâm lấn của cáo đang là một nỗi kinh hoàng tại Úc. Một buổi sáng, bà Maddie, 62 tuổi, đang chăm sóc vườn trước nhà ở ngoại ô Sydney thì bị một con cáo tấn công. Bà Maddie được đưa đến bệnh viện với các vết thương nghiêm trọng và nguy cơ nhiễm trùng cao. Các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để điều trị vết thương của bà. May mắn thay, sau nhiều giờ phẫu thuật và điều trị, bà đã qua cơn nguy hiểm và dần hồi phục. Vụ việc kinh hoàng này đã để lại cho bà Maddie những vết thương cả về thể xác và tinh thần. Bà luôn cảm thấy lo lắng và sợ hãi mỗi khi ra ngoài. Câu chuyện của bà Maddie là lời cảnh tỉnh cho người dân Úc về mối nguy hiểm của cáo xâm lấn. Để đối phó với những thiệt hại do cáo xâm lấn gây ra, người Úc đã tổ chức các hoạt động săn cáo, thường diễn ra vào mùa đông từ tháng 6 đến tháng 8 khi nguồn thức ăn của cáo khan hiếm và chúng buộc phải tìm kiếm thức ăn.
năm 2023, chiến dịch săn cáo được triển khai trên quy mô lớn tại nhiều bang của Úc, thu hút sự tham gia của hàng ngàn thợ săn. Mỗi thợ săn được trả tiền thưởng cho mỗi con cáo mà họ tiêu diệt được. Nhờ chiến dịch này, số lượng cáo xâm lấn tại Úc đã giảm đáng kể, góp phần bảo vệ môi trường và an toàn cho con người. Chính phủ bang New South Wales đã chi 1 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các thợ săn chuyên nghiệp loại bỏ cáo trong khu vực. Trong hành trình săn bắn, mỗi thợ săn sẽ được cung cấp trang thiết bị săn bắn đã được cấp phép hợp lệ. Việc sử dụng trang thiết bị săn bắn được coi là biện pháp hiệu quả nhất để giảm số lượng cáo xâm lấn nhanh chóng trong thành phố. Săn cáo xâm lấn tại Úc là một hoạt động thú vị nhưng đầy thử thách. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho chuyến đi, các thợ săn cần chuẩn bị kỹ lưỡng những điều sau. Điều kiện quan trọng nhất để tham gia săn cáo là thợ săn phải có giấy phép săn bắn hợp lệ do chính quyền địa phương cấp. Việc xin giấy phép thường yêu cầu thợ săn phải hoàn thành các khóa học về an toàn săn bắn, kiến thức về động vật hoang dã và kỹ năng săn bắn. Điều cần thiết trong mọi hành trình săn bắn là phải chuẩn bị tinh thần cho những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong quá trình săn bắn. Nếu bạn có cơ hội đến Úc, bạn có muốn tham gia săn bắn cáo không nào? Nếu có, hãy bình luận số 2, còn nếu không, hãy bình luận số 0 nhé! Tuy nhiên, việc sử dụng trang thiết bị săn bắn cần được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho thợ săn và các động vật xung quanh. Mỗi lần đi săn, người dân được phép săn một số lượng cáo nhất định theo quy định của chính quyền địa phương. Trang thiết bị săn bắn như là súng Winchester 3008 được sử dụng phổ biến để săn cáo. Trang thiết bị này khác với trang thiết bị dùng để săn các loài động vật lớn hơn như là chó sói nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn hơn trong quá trình săn bắn. Nhờ những nỗ lực này, số lượng cáo xâm lấn tại Úc đã giảm đáng kể. Ước tính vào năm 2023, số lượng cáo đã giảm xuống còn khoảng 7 triệu con, so với khoảng 10 triệu con vào những năm trước. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu trong việc đẩy lùi cáo xâm lấn, cần có sự hợp tác của cộng đồng, bao gồm chính phủ, người dân, các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã và các nhà khoa học để đưa ra những giải pháp hiệu quả và bền vững hơn trong tương lai. Hãy bình luận số 2 nếu các bạn đồng ý rằng sử dụng trang thiết bị săn bắn là phương pháp hiệu quả nhất để đối phó với cáo xâm lấn tại Úc.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của chúng tôi. Nếu như các bạn yêu thích video, hãy ấn vào nút like, đăng ký kênh và chia sẻ video đến với những người bạn và những người thân của mình để ủng hộ kênh Hàn Khám Phá. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào mừng các bạn đến với phần giới thiệu đầy sáng tạo của đội ngũ kênh Hàn Khám Phá chúng tôi. Mở đầu, chúng tôi xin giới thiệu người biên kịch tài năng, một cô gái tận tâm với niềm đam mê mãnh liệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Không chỉ là một nhà biên kịch xuất sắc với khả năng viết nên những câu chuyện sâu sắc và ý nghĩa, cô còn liên tục cập nhật và nghiên cứu các công nghệ về nông nghiệp mới, bền vững từ khắp nơi trên thế giới. Đối với cô, viết kịch bản không chỉ là công việc mà còn là một niềm đam mê. Điều này đã tạo nên sự đặc biệt cho mỗi video mà chúng tôi mang đến. Tiếp theo, chúng tôi muốn giới thiệu người sở hữu trái tim và linh hồn của kênh Hàn Khám Phá, người chủ kênh và cũng là chuyên gia chỉnh sửa video. Anh ấy luôn cống hiến và vượt qua mọi giới hạn để tạo ra những video chất lượng nhất cho khán giả. Với ngọn lửa đam mê luôn cháy bỏng, anh không ngừng thúc đẩy đội ngũ, mang lại những trải nghiệm độc đáo và chất lượng cho người xem. Chúng tôi hy vọng rằng trong hành trình sắp tới, các bạn sẽ tiếp tục yêu mến và ủng hộ kênh Hàn Khám Phá. Xin chân thành cảm ơn. Chào mừng các bạn đến với kênh Hàn Khám Phá. Bạn có biết rằng lợn rừng hoang dã có thể tìm kiếm thức ăn ở mọi loại môi trường sống khác?